Vâng, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Mấy ngày gần đây thì mình cũng đã suy nghĩ rất là kỹ với những cái vấn đề mà chúng ta đã nói và đã làm trong suốt thời gian vừa qua. Thì cũng có rất nhiều những cá nhân ở trên mạng xã hội ngay tại lúc này cũng đang lên mạng để mà đấu tố lẫn nhau. Nhất là những cái cá nhân YouTuber đã từng có những cái tiếng nói chung đến cái sự việc của chị Nguyễn Phương Hằng. Với những cái vấn đề làm tốt đẹp của chị Hằng, ông Dũng hoặc là công ty Đại Nam, chúng ta luôn luôn là những người ghi nhận, bởi vì chúng ta ghi nhận và đưa lên những cái trang mạng truyền thông thì mới có những cái lời phản biện của những cái phe đối kháng, hoặc là những cái phe đối kháng họ đưa ra những cái dẫn chứng sai lầm, sai lệch, thiếu kiểm chứng và không phải là sự thật. Thì những người như chúng tôi hoặc là tất cả các bạn luôn luôn có những cái tiếng nói phản biện lại những người đó, để làm sao thưa các bạn, để làm sao cho cái sự việc nó đúng và nó không bị lệch lạc đi. Giống như những cái uy tín của công ty Đại Nam, uy tín của ông Dũng và uy tín của bà Nguyễn Phương Hằng trước khi cái sự việc mà bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. Mặc dù chúng ta đã nói rất là kỹ và nói rất là nhiều trong rất nhiều những cái clip khác nhau là bà Nguyễn Phương Hằng phạm tội ở đâu, có vi phạm ở đâu thì pháp luật họ sẽ xử lý. Và chúng ta cũng công nhận rằng những cái lời nói mang tính chất là thô tục nó không nên thể hiện ở trên mạng xã hội. Nếu như chị Hằng giữ được những cái bình tĩnh cho bản thân mình thì có lẽ sẽ không có cái câu chuyện như ngày hôm nay. Và cũng không hẳn tất cả những cái lỗi lầm đó lại thuộc về bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì nếu Viện Kiểm sát nghiên cứu hồ sơ thấy rằng có nhiều những cái tình tiết về những cái vấn đề đồng phạm để mà trả lại hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp để họ điều tra bổ sung, thì cũng nên điều tra rõ một điều nữa, đó chính là vì sao bà Nguyễn Phương Hằng lại có những cái phát ngôn đó, lại có những cái hành động đó. Không lẽ tự nhiên bà ấy lại chửi ở trên không gian mạng hay sao? Có lửa thì mới có khói, các cụ chúng ta nói thì chúng ta phải nghe, chúng ta phải làm theo những cái điều đó. Xin chào các bạn, và nhà mình có hai dòng sản phẩm muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Đầu tiên là cái chai mật ong nguyên chất, chai này là 1 lít. Mật ong này là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê, 100% thưa các bạn. Và cái sản phẩm thứ hai thì đó là cà phê. Cà phê thì mình có hai loại, một loại là cà phê hạt thô là về các bạn tự xay ra và pha chế. Còn loại thứ hai là đã xay ra rồi, các bạn mang về chỉ việc pha uống thôi. Có rất nhiều những cái điều mà chúng ta cũng cảm thấy hết sức là vô lý. Ví dụ như là một trong những người bị hại đi, như là cái cô Đê Lan. Mặc dù bà Nguyễn Phương Hằng không biết cái cô này là ai và cũng chẳng hiểu tại sao cô ta lại đụng chạm đến bà Nguyễn Phương Hằng, ngay cả chính chúng ta cũng nhìn nhận thấy điều đó. Và không hẳn là chỉ phản biện lại những cái vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng mà cô ta còn lên khẳng định ở trên mạng xã hội, khiến rất là nhiều người lầm tưởng vào điều đó, nói rằng công ty Đại Nam không còn là của ông Dũng bà Hằng nữa. Rồi thì ông Dũng đang bị giam lỏng ở tại Đại Nam. Rồi thì bà Hằng hết lần này bị bắt đến lần khác bị bắt. Vậy thì đã có ai xử lý những cái vấn đề của cô ta hay chưa? Rồi nói về vấn đề tiếp tay cho cô ta thì cô ta lại lên mạng xã hội để mà livestream cùng với Nam Quan. Vậy thì Nam Quan là ai? Là một tên chống phá nhà nước, là một tên Việt Nam Cộng Hòa. Và anh này cũng đã khẳng định ở tại đất nước Mỹ cùng với phe đảng của anh ta, nói rằng tất cả những cái vấn đề mà tôi làm ở Việt Nam đều là để cho những cái sự kiện đó nó xào xáo lên, gây bất ổn xã hội. Chính anh ta là người khẳng định cái điều đó. Vậy thì cái việc mà cái cô Đê Lan được cho là bị cáo đó có phải là đang tiếp tay với thế lực thù địch hay không? Khi mà cô ta show ra những cái bằng chứng do chính cô ta dàn dựng lên, nó không được thể hiện ở đâu cả. Và kể cả cái quá trình làm việc với cơ quan công an, rồi những cái hồ sơ, rồi những cái giấy mời, tất cả những cái giấy tờ cô ta đều show cho Nam Quan xem. Vậy thì những cái điều đó nó có làm ảnh hưởng đến dư luận, đến xã hội hay không? Trước tiên là những người không yêu thích gì những kẻ chống phá đất nước, họ nhìn nhận đó chính là những người khán giả. Và trong những người khán giả này có rất nhiều người khán giả yêu thương bà Nguyễn Phương Hằng, và nhìn nhận thấy điều đó thì có những cái sự bức xúc nhất định. Tức có nghĩa là bức xúc về tại sao cái người đang sống ở tại đất nước Việt Nam lại đi cấu kết, lại đi chia sẻ với kẻ thù của chính mình. Chúng ta có một cái câu rằng
đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Mặc dù những người kia đang đeo cái lá cờ là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng nếu có những cái cá nhân nào đó biết quay đầu, biết hướng về quê hương đất nước, biết góp phần để xây dựng quê hương đất nước và tôn trọng những cái đường lối chính sách của Đảng, thì chúng ta sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón họ về. Chứ không phải nói ở đây là chúng ta đi họ không có cảm xúc, không có tình cảm để mà xua đuổi họ. Điều đó là điều không đúng. Nhưng những người kia không thể hiện được những cái điều đó. Họ luôn xuyên tạc và bôi xấu đất nước của chúng ta. Vậy thì những cái điều đó có đáng bị lên án hay không? Mình nghĩ rằng cơ quan chức năng cũng nên xem xét những cái vấn đề này, để nếu có xét xử bà Nguyễn Phương Hằng thì cũng là một cái căn cứ để thể hiện cái sự khách quan hơn. Đó là một trong những cái vấn đề mà mình muốn góp ý đến cho tất cả các cơ quan đang tiến hành các bước điều tra về cái sự việc này. Và cũng liên quan đến câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng, thì mới đây có một cái bài báo ở trên báo công an nhân dân.com.vn có một nội dung nói về tiến sĩ Đặng Anh Quân, và mình muốn chia sẻ lại cho tất cả các cô chú anh chị biết. Nội dung như sau: vụ án Nguyễn Phương Hằng, tiến sĩ Đặng Anh Quân vẫn chưa bị xử lý. Vụ án Nguyễn Phương Hằng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đã được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, khởi tố thêm 3 bị can là trợ thủ đắc lực giúp bị can Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật. Tiến sĩ Đặng Anh Quân với tư cách là cố vấn pháp luật cho bị can Hằng vẫn tiếp tục bị điều tra. Tức có nghĩa là tiến sĩ Đặng Anh Quân cũng đang được các cơ quan chức năng họ điều tra, họ mời lên để mà lấy lời khai đó, thưa các cô chú anh chị. Cuối tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ quận Nhất, giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam, 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 2 bị can Nguyễn Phương Hằng gia hạn tạm giam để mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị truy tố từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu hồ sơ, Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng còn nhiều vấn đề cần làm rõ, nhất là với các cộng sự giúp bị can Hằng phạm tội, nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm. Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok, Nguyễn Phương Hằng và các cộng sự đã tổ chức nhiều buổi livestream đề cập đến nhiều vấn đề, nội dung khác nhau về chuyện bí mật đời tư cá nhân, có tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhiều cá nhân. Trong quá trình điều tra, từ tháng 6 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng vụ án và mời nhiều cá nhân liên quan lên làm việc như ông Đặng Anh Quân, ông Nguyễn Đình Kim, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, vân vân. Ngày 1 tháng 12, công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với 3 bị can giúp sức cho Nguyễn Phương Hằng gồm Nguyễn Thị Mai Nhi, 39 tuổi, trợ lý bị can Hằng, Lê Thị Thu Hà, 30 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 28 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong cái trường hợp này, thưa các cô chú anh chị, nếu mà bên cơ quan cảnh sát điều tra họ điều tra và có đầy đủ những cái chứng cứ thể hiện rằng ba người này là đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, thì có thể họ sẽ khởi tố những người này với cùng một cái tội danh là 331. Nhưng khi mà xét xử sẽ ở một cái mức độ nào đó tùy vào những cái trách nhiệm mà cá nhân này vi phạm. Theo mình hiểu thì mình chia sẻ như vậy thôi. Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa khởi tố ông Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, hiện đang là giảng viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi vai trò của ông Quân là cố vấn pháp lý giúp bị can Nguyễn Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật. Ngoài ra ông Quân còn có nhiều hành vi phản cảm và vi phạm pháp luật khác trong quá trình giúp sức đắc lực cho Nguyễn Phương Hằng livestream. Cũng trong vai trò đó còn có luật sư Nguyễn Đình Kim, cũng là đồng phạm. Theo các đơn tố cáo, tố giác tội phạm của các bị hại, trong đó có ca sĩ Bi Oanh, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, trong đó có tiến sĩ Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim với vai trò đồng phạm, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, vu khống làm nhục người khác.
Trong đơn của ca sĩ Viu Anh cho rằng, trong các buổi livestream tham gia cùng bị can Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những duy hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà Nguyễn Phương Hằng đưa ra. Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bị can Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần cũng như giúp sức củng cố cho quan điểm sai trái của Nguyễn Phương Hằng. Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi, đơn tố cáo của ca sĩ Viu Anh đề cập. Theo bà Oanh, hành vi của những cá nhân nêu trên có dấu hiệu của tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, quy định tại Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bà Oanh kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra, đưa ra truy tố xét xử những cá nhân trên. Tương tự, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng có đơn tố giác đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân. Nói chung là những người này họ sẽ đưa đơn để mà khởi tố hết đối với những người mà họ cho rằng là giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng đó. Đối với cái cô ca sĩ Vy Oanh á, thì cũng có rất nhiều những cái trang mạng chính thống, những cái bài báo chính thống nói rằng những cái lùm xùm trong cuộc sống của cô ấy, rất nhiều những cái lùm xùm mà nó được thể hiện ở trên báo chí. Vậy thì khi mà thể hiện ở trên báo chí thì cộng đồng họ đọc được, bà Hằng chỉ là người nói lại những cái vấn đề đó thôi và hỏi lại là có hay không thôi. Còn cái vấn đề bà ấy có phạm tội hay không thì chúng ta hãy dành cho cơ quan cảnh sát điều tra để họ có thể làm rõ nhất. Chúng ta chỉ là đang nói về những cái mà chúng ta biết, chúng ta đưa ra để nhìn nhận vào một cái sự việc một cách khách quan hơn thôi. Với việc khởi tố 3 trợ thủ giúp sức đắc lực cho bị can Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho rằng các bị can này đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Phương Hằng, thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khẳng định hành vi của Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân kéo dài, phạm tội nhiều lần và chỉ dừng lại khi Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Rất là tiếc cho ba người này. Công an TP.HCM vẫn đang làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan khác để xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, kể cả các cá nhân là khách mời, các YouTuber đăng tải, chia sẻ lại các video xúc phạm danh dự mà bị can Hằng phát ngôn. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan, khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Những người chia sẻ những cái buổi live stream, trong những cái buổi live stream đó có những cái phân khúc được cho là ảnh hưởng đến những bị hại đó, thưa các cô chú anh chị, thì cũng sẽ bị mời lên để mà làm việc. Rất rõ ràng trong số các đối tượng khách mời này, luật sư tiến sĩ Đặng Anh Quân nổi lên như một nhân vật giúp sức rất tích cực, tiếp sức đắc lực cho bà Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật. Đáng lưu ý, trước khi bị bắt tạm giam, trên trang Facebook cá nhân của trợ lý Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Công Tân có thông báo có tổ chức một buổi gặp gỡ giao lưu trò chuyện trực tiếp trong talk show với chủ đề nghịch lý thay đạo lý tại trường đua Đại Nam vào 18 giờ ngày 26 tháng 3. Talk show có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Có thể xử lý tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Theo luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ca sĩ Viu Anh. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, thưa các bạn, cố vấn pháp lý Đặng Anh Quân trong 19 clip đã có hành vi xúc phạm danh dự nữ ca sĩ Viu Anh và nhiều cá nhân khác. 19 clip, thưa các cô chú anh chị. Theo luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh, đoàn luật sư TP.HCM, đối với trợ lý, thư ký, khách mời cùng tham gia với bị can Hằng trong các buổi livestream, nếu điều tra phát hiện có sự bàn bạc, thống nhất giữa bị can Hằng và những người này về việc dùng các lời lẽ khiếm nhã, xâm phạm đời tư của người khác, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để bịa đặt, xuyên tạc, lăng mạ, lan truyền thông tin sai sự thật, cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự với vai trò đồng phạm. Dư luận hết sức ngạc nhiên, vì sao một tiến sĩ luật, một giảng viên đại học giảng dạy về luật pháp không có xích mích liên quan gì với các đối tượng bị Nguyễn Phương Hằng livestream chửi bới, vu khống, nhục mạ vô căn cứ, lại tham gia là cố vấn pháp luật ủng hộ cho bị can Hằng một cách tích cực như vậy? Cái câu hỏi này cũng hết sức là bình thường thôi. Bởi vì theo mình nhớ,
thì cũng có rất nhiều người ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng khi mà vạch trần ra cái sự thật của ông Võ Nam Yên, nó liên quan đến sức khỏe của cộng đồng, và mọi người không còn tin vào những cái lời của ông Yên nữa, bởi vì nó không có hiệu quả thì chúng ta không tin thôi, mất tiền mất bạc, mất đi những cái niềm tin. Và trong cái giai đoạn mà cái sự thật của ông Võ Nam Yên được phơi bày, thì những người khán giả, trong những người khán giả đó thì có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và cũng có rất nhiều những cái người tri thức khác. Nói tóm lại là giới tri thức hoặc là các tầng lớp nhân dân đều ủng hộ cho cái việc của bà Hằng, và từ đó thì họ tìm hiểu xem bà Hằng là ai, đã làm gì cho xã hội, thì những cái vấn đề như quỹ Hằng Hữu hay là này kia, họ nhìn thấy được điều đó và càng nể phục hơn, và không loại trừ tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Câu hỏi này cũng dễ trả lời mà, đâu có gì là khó. Trước khi bà ấy vi phạm pháp luật thì có rất nhiều điều mà bà ấy đã làm đúng, chúng ta phải ghi nhận những cái điều đó. Mặc dù chúng ta không biện hộ cho những cái vấn đề sai phạm của chị Hằng, chúng ta vẫn nói rằng những cái vấn đề sai phạm của chị Hằng sẽ có pháp luật xử lý. Nhưng từ lúc chị ấy im lặng đến bây giờ thì cũng có quá nhiều những người vẫn đang tiếp tục hành hạ đến danh dự của chị ấy ở ngoài xã hội. Vậy thì cái điều này cũng mong cơ quan chức năng cũng để ý đến những người đang xuyên tạc kia. Rất là đơn giản thôi, khi mà để ý đến cái câu chuyện ngân hàng của công ty Đại Nam đi, họ cũng xuyên tạc bôi xấu. Rồi rất nhiều những cái kênh lên mạng để mà làm thơ bôi bác đến bà Hằng, sỉ nhục một cách là thậm tệ luôn, thưa các cô chú anh chị. Vì vậy mới có những cái vấn đề phản biện của những người YouTube như chúng tôi phản biện lại đối với những cái nhân vật kia. Khi mà chúng tôi nhìn nhận những cái vấn đề mà họ chia sẻ trên mạng xã hội không phải là sự thật, thì chúng tôi có quyền đính chính lại tất cả những cái vấn đề đó, làm thế nào cho nó đúng sự thật, để làm sao không gây ra những cái sự hoang mang cũng như là cái sự lầm tin của những người đang tiếp cận mạng xã hội ngay tại thời điểm này. Và không hẳn chỉ là câu chuyện của chị Hằng đâu, mà kể cả là sau này cũng vậy, những cái vấn đề liên quan đến ở trong nước của chúng ta, những kẻ đang xuyên tạc chống phá mà nó làm ảnh hưởng đến dư luận, đến đời sống của con người chúng ta, thì mỗi người trong chúng ta cần phải có những cái trách nhiệm để mà thông báo đến cho những người bên cạnh mình biết được điều đó là không tốt, đừng nên tin vào những cái điều ma mị đó. Thậm chí khi Nguyễn Phương Hằng đến thăm nhà những người đang có mâu thuẫn với mình, dẫn đến tập trung nhiều người gây mất an ninh trật tự ở nhiều địa phương, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân vẫn ủng hộ bị can Hằng. Ở cái vấn đề, cái câu hỏi mà vị luật sư này đặt ra thì mình cũng trả lời như thế này: bà Hằng không có kêu gọi tất cả những người để đến, những người như là cái cô nhà báo luật sư Hàn Ly, cũng như là đến cái rạp chiếu phim của anh Mr. Đờm, mà bà ấy nói rằng tôi sẽ đến đó một mình. Vì những cái sự tò mò nên những người kia đã đến trước khi bà Nguyễn Phương Hằng đến. Vậy thì khi bà Nguyễn Phương Hằng đến đó đi, đến nhà những người đó đi, có hô hào tất cả mọi người hãy xông vào cái nhà cái cô này, rồi xông vào những cái nhà của anh này, có hay không? Làm gì có những cái vấn đề đó. Bà ấy khi mà nhìn thấy đám đông kia thì bà ấy đã nói rằng chúng ta không nên tụ tập ở đây, gây mất an ninh trật tự, chúng ta hãy về nhà đi. Ai về nhà nấy đi. Rồi bà ấy về, nó vỏn vẹn trong vòng 10-15 phút, không quá, đúng không ạ? Và không có sự kích động cũng như là không có sự lôi kéo những người kia để mà tham gia làm khó làm dễ những người kia. Những cái bằng chứng này nếu luật sư đưa ra để mà biện luận ở trên tòa thì có rất nhiều những cái đoạn video clip đang còn tồn tại ở trên mạng xã hội, và chính những cái đoạn video clip đó sẽ là cái bằng chứng để thể hiện cho cái việc mà bà Hằng không kêu gọi nhiều người để đến nhà những người kia. Nói đến đây chúng ta cũng nhớ lại một cái câu chuyện là khi gamer Duy Nguyễn đó, các cô chú anh chị có nhớ hay không? Khi mà có những cái lời nói không hay đến cho cái nghệ sĩ Chí Tài, thì cũng có rất nhiều, rất nhiều những người nghệ sĩ từ già đến trẻ kéo đến cái nhà anh chàng doanh nhân này và làm khó làm dễ anh ấy. Và bên cạnh đó thì có quá nhiều, có rất nhiều những người hiếu kỳ, người ta đến, thì những cái sự việc đó có bị xử lý hay không? Làm gì có bị xử lý, đúng không ạ? Chỉ bị nhắc nhở thôi. Cho nên mới nói nếu đi xem xét một cái sự việc nào đó thì chúng ta phải đi xem xét tổng thể, xem là diễn biến của nó như thế nào, đúng hay là sai, và sai ở đâu, đúng ở đâu, mới có thể ra được một cái kết luận cuối cùng, chứ không phải là xem cái nội dung đó một cách hời hợt rồi đi quyết định ngay đâu. Tất nhiên mình tin vào những cái vấn đề giải quyết của cơ quan chức năng, có thể họ sẽ nhìn nhận ra những cái vấn đề này,
Bởi vì các bạn phải biết rằng khi mà những điều này thể hiện ở trên tất cả những cái mặt báo chưa hẳn là đúng. Bởi vì trong cái quá trình điều tra thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng như viện kiểm sát, những cơ quan tiến hành tố tụng họ rất kín và họ không để lọt những cái thông tin nào ra ngoài, trừ những cái thông tin được công khai lên báo chí. Vẫn giảng dạy bình thường, sau khi Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, điều lạ lùng là tiến sĩ Đặng Anh Quân vẫn không bị lãnh đạo trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Dù khi giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng vi phạm pháp luật, tiến sĩ Quân sử dụng tư cách là một giảng viên của nhà trường trả lời báo chí về trường hợp tiến sĩ Đặng Anh Quân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng tinh thần của lãnh đạo nhà trường là không bao giờ dung túng cho những hành vi sai trái. Nhưng thế nào là sai trái thì phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để biết sai trái mức độ nào và căn cứ vào kết luận đó để trường có hướng xử lý theo luật viên chức. Vị phó giáo sư tiến sĩ này nói rất là chính xác luôn. Mình ủng hộ với cái quan điểm của giáo sư. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một cái vấn đề mà tất cả các trường họ đều xử lý như vậy. Đó. Nếu xét về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, nếu muốn nói về nhà trường khi mà nhìn nhận về tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thì nó lại khác, bởi vì nói đi thì cũng phải nói lại đó. Khi mà trường nhìn nhận về cái khía cạnh đạo đức của thầy Đặng Anh Quân đi, thì nhà trường có thể là xem lại trong cái quá trình giảng dạy của thầy Quân này có vi phạm đạo đức hay không, hoặc là những cái vấn đề khác hay không. Đó, nó còn phải như vậy nữa. Cho nên cái việc mà chờ cái kết luận của cơ quan chức năng là quá chính xác. Về luật, có thể lãnh đạo trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có cách nhìn riêng của mình, nhưng về mặt đạo đức nhà giáo, khi tiến sĩ Đặng Anh Quân tiếp tay với cái xấu, cái ác, giúp đương sự vi phạm pháp luật, thì tiến sĩ Đặng Anh Quân có còn đủ tư cách đứng trên bục giảng hay không? Cái việc kết tội đối với chị Hằng nó cũng chưa diễn ra, chưa có một cái bản án nào chính xác nhất. Câu trả lời rất rõ ràng, khi trong thời gian qua nhiều đơn tố cáo về việc vi phạm pháp luật của giảng viên, tiến sĩ Đặng Anh Quân gửi đến lãnh đạo nhà trường, được chính phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, nội dung các đơn tố cáo cho rằng ông Quân đã vi phạm chuẩn mực về tư cách đạo đức của người thầy theo luật giáo dục đại học về các hành vi giảng viên không được làm, đạo đức nghề nghiệp nhà giáo. Dù vậy, theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Hải, phòng thanh tra nhà trường đã xem xét căn cứ các quy định của pháp luật và đã có trả lời những người tố cáo rằng nhà trường không có thẩm quyền xử lý, trường đề nghị họ liên hệ trực tiếp cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những người mà đưa đơn tố cáo lên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả các cô chú anh chị cũng biết là ai rồi, là những người phản biện lại đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Và những người đó họ có liên tục phản biện ở trên mạng xã hội hay không? Trong quá trình diễn ra cái sự việc của chị Hằng, họ có phản biện qua lại với bà Hằng hay không? Và sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam thì cũng chính họ có phải là những người vẫn đang tiếp tục nói về những cái vấn đề đó ở trên mạng xã hội hay không? Và những cái điều đó nó có gây hoang mang dư luận hay không? Có rất nhiều những cái câu hỏi đặt ra ở đây, nên không thể nào đổ lỗi cho trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh được. Đó. Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan những người trực tiếp tham gia giúp sức cho bị can Nguyễn Phương Hằng livestream vi phạm pháp luật, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Đó là tất cả những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Và mình cũng xin tạm dừng cái clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú và anh chị trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.